Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SVTN, lúc 12 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2015, tại trụ sở khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc Cali, điếu cày Nguyễn Văn Hải, một trong những sáng lập viên câu lạc bộ nhà báo tự do, đến viếng khu hội và có cuộc gặp gỡ tâm tình với đồng hương Bắc Cali. Cái thực chất của cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay là cái buổi gặp gỡ điếu cày Nguyễn Văn Hải đến thăm khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc Cali của chúng tôi. Và cái mục đích của khu hội của chúng tôi muốn cho điếu cày bày tỏ cái lập trường của mình và tâm tình với đồng bào của mình trong những cái thời gian đấu tranh ở tại chế độ Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi muốn cho đồng bào có những cái trao đổi với anh điếu cày về vấn đề cuộc đấu tranh ở tại quê nhà, và để anh điếu cày cũng có cơ hội trình bày với đồng bào những điều gì mà đồng bào cảm thấy không hài lòng, hoặc là những cái điều mà người ta tung trên net, tung trên những cái dư luận báo chí, hoặc là những cái điều không có lợi cho anh điếu cày, thì ngày hôm nay anh điếu cày có cơ hội để bày tỏ. Đến nay thì anh đã định cư tại Hoa Kỳ trong một cái thời gian, thì anh có cái nhận định nào về cái thuận lợi hay cái khó khăn của anh khi là một nhà đấu tranh đang ở hải ngoại thưa anh? Thuận lợi thì cũng có nhiều, mà khó khăn thì cũng không ít. Vì quả thực từ khi ra đến giờ thì tôi cũng liên tục đi đến các tổ chức quốc tế cũng như là đến chính giới Hoa Kỳ để kêu gọi cho anh em tù nhân ở trong nước vẫn tiếp tục thực hiện cái việc mà thúc đẩy quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trong nước. Những cái khó khăn ấy thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái tổ chức nào mà mới thành lập thì đều gặp vô vàn cái khó khăn cả. Ví dụ như chúng tôi thì thiếu kinh phí hoạt động, chưa có trụ sở, hay là những cái kinh phí mà để chúng tôi đi đến các cái tổ chức quốc tế để gặp gỡ, kêu gọi cho anh em trong nước. Cũng như là một người mà mới nhập cư thì cũng phải đối mặt với những cái hoàn cảnh khó khăn về một cái cuộc sống hàng ngày. Bên trong hội trường diễn ra nghi thức khai mạc. Việt Nam Cộng Hòa, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Thì bên ngoài có một người phụ nữ đã phản đối chuyến viếng của điếu cày. Ở ngoài đường người ta có quyền ở ngoài đường, nó làm thì vô vậy. Chủ tịch khu hội nói mục đích buổi gặp gỡ và tâm tình. Chào mừng sự hiện diện của quý vị trong ngày hôm nay. Bên chống điếu cày lên những bài viết, những nhận định, bàn luận chung quanh chúng tôi gọi là hiện tượng của điếu cày. Thái độ của chúng tôi là nhìn kỹ và chờ xem xong mới có nhận định và hành xử một cách công bằng. Và đây chỉ là những cái thảo luận chia sẻ giữa những người đã từng nằm trong lao tù cộng sản với nhau. Sau đó là phần hỏi và đáp giữa điếu cày và cử tòa diễn ra sôi nổi về nhiều vấn đề mọi người cùng quan tâm dưới sự điều hợp của ban tổ chức. Buổi tiếp xúc chấm dứt khoảng hơn 3 giờ chiều cùng ngày. Những chiếc áo của câu lạc bộ nhà báo tự do được trao tặng cho khách tham dự. Ngược lại, nhiều người cũng đã đóng góp tài chánh giúp cho câu lạc bộ nhà báo tự do hoạt động. Anh điếu cày cũng nhận quà lưu niệm từ những người tham dự. Người lữ từng tuần từ San Jose.